Bài học sống từ vua golf thế giới Arnold Palmer. Sự chăm chỉ luôn giá trị hơn may mắn. Palmer đã cho cả thế giới thấy giá trị của sự kiên định, chăm chỉ và vui vẻ. Tất cả những yếu tố tạo nên một trận golf hay và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không chỉ chia sẻ tình yêu đối với golf, Palmer còn chia sẻ những bài học cuộc sống được ông rút ra từ môn thể thao này. Taylor Rick, huấn luyện viên trưởng bộ môn golf của Đại học Cumberland tin rằng những nỗ lực của Palmer đã giúp thay đổi vô số cuộc đời, hầu hết trong các môn thể thao. Chúng ta được dạy rằng bằng mọi giá phải đánh bại đội kia, không khoan nhượng. Tuy nhiên, golf thì khác. Golf là một trò chơi thể hiện tính cách và sự tích cực. Dưới đây là một số bài học quý giá từ huyền thoại golf Arnold Palmer mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. 1. Hợp tác là chìa khóa. Golf có thể là một cuộc thi, nhưng nó cũng là môn thể thao đề cao tinh thần hợp tác rõ ràng. Ngay cả những người ghét cay ghét đắng nhau nhất cũng có thể tìm thấy điểm chung trên sân golf. Theo Arnold Palmer, golf là một trò chơi mà hai doanh nhân ghét nhau đến mấy cũng vẫn có thể chơi và tận hưởng cùng nhau. 2. Khiêm tốn mang lại nhiều giá trị. Nhiều tay golf giỏi nhất thế giới khiêm tốn một cách đáng kinh ngạc. Dù thắng hay thua, họ đều cho những người chơi khác thấy sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận. Khiêm tốn mở ra khả năng học hỏi từ những người khác, giúp cải thiện tình hình cả trong trò chơi và trong cuộc sống của chúng ta. Nó tạo cơ hội cho chúng ta tìm thấy những người cố vấn, những người sẵn sàng chia sẻ những gì họ học được và thúc đẩy chúng ta thành công. 3. Chăm chỉ quan trọng hơn may mắn. May mắn đóng một vai trò nhỏ đáng ngạc nhiên trong bộ môn golf. Palmer từng thừa nhận rằng vận may của mình tăng lên gấp 10 lần khi ông làm việc chăm chỉ. Đây là điều bắt buộc trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bạn càng chăm chỉ, bạn càng có nhiều khả năng nhận được may mắn. 4. Không được bỏ cuộc. Cho dù đó là học chơi golf hay tìm cách cải thiện bản thân bằng việc quay lại trường học để lấy bằng, trở ngại nhỏ nhất hoặc thất bại nhỏ nhất đều có thể cản trở chúng ta trên con đường của mình. Với sự chăm chỉ, ngay cả một người chơi golf thiếu kinh nghiệm cũng có thể đạt được những bước tiến dài và những điều tuyệt vời. Golf dạy các vận động viên không được bỏ cuộc ngay cả khi liên tục phải đối mặt với thất bại. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi không chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Friedrich Nietzsche. 5. Im lặng là vàng. Hầu hết các hoạt động thể thao đều thu hút được nhiều khán giả. Không có gì sai khi bầu không khí trở nên ồn ào và náo nhiệt, nhưng nhiều người không nhận ra giá trị của sự im lặng. Những người chơi golf thích sự yên tĩnh, điều này cho phép họ tập trung tốt hơn vào kỹ thuật của mình. Golf giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp của sự im lặng, đó là nơi đạt được sự phát triển. Điều này đúng trong cả công việc và các mối quan hệ cá nhân. 6. Đặt ra nhiều tình huống. Những tình huống khi chơi golf hiếm khi lý tưởng. Các cú đánh thường được thực hiện từ những địa điểm xấu nhất. Phàn nàn không mang lại hiệu quả gì. Những người chơi golf giỏi chấp nhận mọi tình huống, lập chiến lược và khắc phục nó tốt nhất có thể, đồng thời tuân thủ các quy tắc của trò chơi. Ben Hogan đã có một câu nói rất hay, cú đánh quan trọng nhất trong chơi golf là cú đánh tiếp theo. Ngày nay, có vẻ như mọi hành động chúng ta thực hiện đều gặp phải những trở ngại mới và dường như không thể vượt qua. Tại Đại học Cumberland, tất cả chúng tôi đều tìm cách lập chiến lược để vượt qua những trở ngại này. Từ việc giúp sinh viên kiếm được bằng huấn luyện trực tuyến, tìm kiếm nguồn tài chính phù hợp cho đến việc hoàn thành cú đánh bóng, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. 7. Đừng sợ thất bại. Người chơi golf càng dành nhiều thời gian để lo lắng về những cú đánh xấu, họ càng có ít khả năng cải thiện những cú đánh xấu đó. Mỗi cú đánh là một câu chuyện khác nhau và cũng là cơ hội sửa sai. Điều này vô cùng có giá trị trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong giới học thuật và công việc. Ai cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng chúng ta vẫn luôn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. 8. Áp lực là điều hoàn toàn bình thường và có thể kiểm soát. Áp lực cho lần phát bóng đầu tiên xảy ra ngay cả đối với những người chơi golf giỏi nhất. Nhiều năm đào tạo có thể không hoàn toàn loại bỏ được chúng. Nhưng với việc luyện tập, chúng có thể được kiểm soát và thậm chí khai thác để đạt hiệu quả tốt hơn. Áp lực là một phần của cuộc chơi, của golf và cuộc sống.
Học cách tối ưu hóa áp lực sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công. 9. Trực quan hóa là công cụ hữu ích. Trực quan hóa có thể mang lại giá trị trong nhiều tình huống và môi trường khác nhau, bao gồm cả trên sân golf. Trước khi vung gậy, nó giúp hình dung mọi yếu tố của động tác và điều gì sẽ xảy ra với quả bóng sau khi nó được đánh. Kết quả cuối cùng không phải lúc nào cũng giống như những gì người chơi đã hình dung, nhưng chiến lược này có thể dẫn đến kết quả tốt hơn. Các vận động viên, chuyên gia kinh doanh, diễn viên, người biểu diễn, các chuyên gia ở mọi tầng lớp xã hội sử dụng hình ảnh trực quan để giúp họ đạt được thành công. Tuy nhiên, hơn thế nữa, đó là một công cụ giúp họ tin tưởng vào bản thân và kỹ năng của mình, và nó thúc đẩy họ nỗ lực hết mình để thành công. 10. Mục tiêu cụ thể vô cùng quan trọng. Golf là một loạt các cú đánh, nhưng mỗi cú đều đánh hướng đến một mục tiêu cụ thể. Người chơi golf cần biết họ đang đi đâu và dự định đến đó bằng cách nào. Điều này hoàn toàn tương tự khi theo đuổi bằng đại học, một lĩnh vực nghề nghiệp hoặc bất kỳ mục tiêu chính nào khác. Theo Liu Li, doanh nghiệp và tiếp thị. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.